Mình biết ở cái độ tuổi đó là chúng ta chỉ biết có ăn, ngủ, tình yêu và cái tôi thôi. Cái tôi còn lớn hơn cái bánh xe bò nữa. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Cái độ tuổi mà 12 đến 18 tuổi á, là cái độ tuổi có thể gọi là tuổi nổi loạn luôn. Ở cái độ tuổi này thì chúng ta chả quan tâm tới cái gì cả, ngoại trừ cái tôi của bản thân. Điển hình là những cái chuyện mà đi học mình đã trải qua, với hy vọng là thông qua đó mình có thể nhắn nhủ với mọi người một vài điều. Và mình muốn nói thêm là mình muốn lấy tư cách là một người bạn hơn là một người đi trước để mà nhắn nhủ những cái lời đó, những lời nhắn nhủ chứ không phải là một kiểu dạy đời nha. Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng cũng cực liên quan luôn, đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì hãy like, share, nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình. Cái này thì mình không có ép, mình chỉ nhắc sẽ trường hợp mọi người quên thôi đó. Không biết á, mọi người đi học á, có thấy qua những cái cảnh đánh ghen chưa? Mình thì có dịp phút thấy qua rồi. Cấp 2 của mình á, thì có nhiều chuyện để kể lắm. Kiểu lớp không có hợp tính với mình ấy, nên là mình cũng không có quan tâm nhiều, ai làm chuyện người đó thôi. Rồi một hôm á, thì có một bạn nữ bị kéo xuống cuối lớp nói chuyện. Mình thì cũng không có chú ý lắm đâu, nhưng mà nghe nôm na là hình như cả hai người cùng giành giật nhau một bạn nam nên xảy ra xích mích. Rồi sau một cái tát của một trong hai người dành cho đối phương á, thì đỉnh điểm á là họ kéo phụ huynh vào. Phụ huynh thì khi mà vào trường thì ngay lập tức giành co, nắm đầu, kéo tóc người kia. Rồi phụ huynh của người kia thì cũng đâu có vừa đâu, làm lại liền. Thế là xảy ra một cái trận ẩu đả ầm beng luôn. Mình mới thắc mắc á là mình tưởng người lớn thì sẽ có cái suy nghĩ của người lớn hơn chứ. Đồng ý là con mình bị đánh thì cũng có sót đó, nhưng mà chưa tìm hiểu tình hình gì cụ thể hết mà đã nhào vào đánh lộn rồi. Nhưng mà cái mình muốn nói đây là chi vậy? Mình biết ở cái độ tuổi đó là chúng ta chỉ biết có ăn, ngủ, tình yêu và cái tôi rồi. Cái tôi còn lớn hơn cái bánh xe bò nữa. Nhưng mà một mai khi mà lớn lên rồi thì chắc chắn những người trong cuộc khi mà nhìn lại những cái chuyện này thì sẽ cảm thấy rất là nực cười và sẽ có phần hổ thẹn về những cái hành động lúc đó. Mình biết đánh ghen là việc không chỉ có con gái biết làm, nhưng mà mình muốn nhắn nhủ phần lớn đến các bạn nữ là chi vậy? Tại sao các bạn phải làm những cái việc mà mất giá trị bản thân bạn như vậy, phải không? Bạn không có lòng tin ở bản thân bạn hả? Trai không có thằng này thì có thằng khác. Ở độ tuổi đó của các bạn các bạn thiếu gì sự lựa chọn chứ, phải không? Và mình ở đây cũng sẽ không có nói những cái lời mà như những người lớn hay nói với chúng ta là cấm yêu đương này nọ cái độ tuổi này. Mình hiểu ở cái độ tuổi này có một vài việc nên do chính các bạn làm chủ rồi. Các bạn vẫn có quyền yêu chứ. Nhưng mà hãy làm rõ một cái điểm là ở cái độ tuổi của các bạn đó là việc học vẫn là quan trọng hơn, nên được ưu tiên hơn. Hãy đủ điên để làm những điều mà bản thân bạn thích, nhưng mà cũng hãy đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của bản thân bạn. Câu chuyện tiếp theo là vào cái thời mình đi học ấy, mình cũng đã từng có lúc thay đổi, mà thay đổi theo hướng tiêu cực cơ. Chuyện xảy ra trước cái lúc đánh ghen đó, một khoảng thời gian hay sao ấy, mình không nhớ nữa, chỉ nhớ là trước cái lúc đó. Thì lúc đó thì mình cũng nhận ra là mình không có hợp với tụi trong lớp rồi. Nhưng mà nếu mà đi học không có ai chơi thì nhìn vào sẽ rất là tội đổi. Nên là mình có cái suy nghĩ là hay là mình cũng ráng làm thân với tụi nó xem sao. Dù trong lớp tụi con trai thì chửi thề nhiều lắm, nhưng mà mình cũng thử ráng thay đổi bản thân để mà hòa hợp với tụi nó thử xem sao ấy. Thì mình ăn nói thô tục đi, chửi thề có phần nhiều hơn và nói tục cũng nhiều nữa. Khi mà thân hơn được một miếng rồi thì mình nhận ra cái nhóm này có vấn đề, không ổn lắm. Mình ở cái tính cách này không phải là tính cách của con người mình. Mình khoác lên cái tính cách này, mình cảm thấy không thoải mái, không phải là chính mình vậy đó. Lúc đó thì mình cũng không có biết suy nghĩ nhiều như hiện giờ đâu. Mình chỉ biết một điều đây không phải là chính mình. Rồi mình, ok, stop, dừng lại những cái mối quan hệ độc hại lúc đó đi, và quay trở lại làm bản thân. Bạn chỉ có thể tìm được những người bạn thực sự khi mà bạn là chính bạn, không phải gồng mình lên để mà thay đổi thành bất cứ một cái hình tượng nào hết á. May tuần nào sẽ gặp may tuần đó. Hy vọng bạn sẽ có đủ dũng khí để trở thành chính bản thân bạn. Và thay đổi
chưa hẳn là xấu, nhưng mà cốt lõi của việc thay đổi là vẫn mong bạn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân bạn, chứ không phải là thay đổi bản thân mình đi, đánh mất bản thân mình đi để làm hài lòng ai đó, để được ai đó chấp nhận. Đó là một trong những cái điều mà mình học được vào những cái năm tháng đi học. Ok, video tuần này tới đây thôi. Vì mình sợ làm nhiều thì mọi người sẽ ngán. Mọi người có ngán không? Ok, mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video tuần này, cũng như thích những cái video của mình. Nếu mà cảm thấy thích video của mình thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanjiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Và bạn có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.